Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương rà soát, tổng hợp, thống kê nguồn, lượng và khả năng sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào, phục vụ nuôi trồng thủy sản. Lượng thủy sản hiện đang nuôi, lượng thủy sản hiện có tại các cơ sở chế biến xuất khẩu trên địa bàn, diễn biến giá thủy sản nguyên liệu. Từ đó, các đơn vị chức năng kịp thời thông tin đến doanh nghiệp và người nuôi để có kế hoạch và giải pháp cụ thể phù hợp trong tổ chức nuôi, chế biến, xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tổ chức liên kết sản xuất để giảm khâu trung gian, đảm bảo vật tư đầu vào như giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đến tay người nuôi nhanh nhất, gần nhất, chi phí thấp nhất.